Fantastic. Fun. Amazing. Đây là lần đầu tiên thì cách xa mẹ 3 ngày. Thì đương nhiên mình lo lắng cái đầu tiên là về sự an toàn của con. Đây là lần đầu tiên bé đi chơi xa một mình và xa gia đình nữa. Lo thì rất là nhiều. Lo về cái khả năng của con có đủ cái kỹ năng để nó tham gia cái hoạt động của tập thể này hay không. Rồi lo rằng không biết rằng con nó tự phục vụ cho bản thân mình hay không. Mẹ chúc con đi chơi vui vẻ, sẽ cùng với các bạn của mình sẽ có những cái ngày cắm trại thật là ý nghĩa. Cố cố lên nhé con. Cái mong muốn là sau chuyến đi này bé nó phát huy được hết những gì mà nó chưa phát huy ra được. Cái thứ hai nữa là nó có được một cái tính tự lập. Con được chơi cùng bạn bè, được nhận quà, được đi tới những nơi mới mẻ con chưa từng tới. The camp is very interesting. It's helped me more adventurous and more confident. I feel very happy. I really want to enjoy this adventure. It's very fun and I have learned a lot of skills. I like the most important in the road because it's very fun and I can train my muscle. Be really careful because it's hard to balance, right? It's very fun, exciting, and it gives me a lot of new experience. It's very fun, and I always like to swim. This is my first time in kayaking. Học được các kỹ năng như là dèo thuyền kayak và đầm lều. Con thích nhất là dèo thuyền kayak bởi vì nó vui, con có nhiều bạn mới. Cho bé nó tham gia trong trại hôm nay để sau khi về bé sẽ có những cái kỹ năng về sinh hoạt tập thể hoặc là những kỹ năng về tự phục vụ cá nhân. There's two skills I think is the most important. There's I can make candles and know a lot of plants when I go hiking in the jungle.
niềm tin vào cả trung tâm, vào nhà trường. Mình hoàn toàn yên tâm với cái chia sẻ từ nhà trường và ban tổ chức. Con học được rất nhiều trải nghiệm ở đây và con muốn năm sau con sẽ đi tiếp. I love Super Fun Camp. 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 VUS, your English, your future.